Điện thoại năm ngoái còn ngon, năm nay đã vội héo mòn vì pin. Không sao, chỉ mấy trăm nghìn, Vsense đảm bảo như zin xịn sò. Đã thay pin phải tìm Vsense, thay pin iPhone càng phải tìm Vsense. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong số trước, chúng ta đã biết rất rõ được sự can thiệp của Trung Quốc vào chiến tranh Việt Nam. Thế nhưng còn một nước nữa cũng can thiệp rất nhiều đến mình, đó chính là Liên Xô. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao Liên Xô lại muốn viện trợ cho Việt Nam như vậy? Trong khi trước đó thì rõ ràng là họ chẳng mặn mà gì với mình. Minh chứng cho điều này là dưới thời của Stalin thì ông này chưa bao giờ tin tưởng hoàn toàn vào tài lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì thế nên Liên Xô cũng chẳng có sự giúp đỡ gì nhiều. Cụ thể là trong tài liệu phân tích từ văn khố của Nga đã chứng minh những đánh giá sai lầm của Stalin về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Stalin luôn là một trong những người nghi ngờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Marie Thorez, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Pháp lúc bấy giờ đã từng rất nhiều lần thuyết phục Stalin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người tin cậy được và là một tín đồ Cộng sản chân chính. Nhưng theo Thorez, Stalin thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi quá xa trong việc hợp tác với người Mỹ ở Thế chiến thứ hai và bất bình vì ông Hồ không chịu hỏi ý kiến Stalin trước khi quyết định những vấn đề lớn. Cũng trong văn bản đó, Stalin nhắc lại quyết định của Hồ Chí Minh giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1945. Thorez đã nói rằng ông ta gặp rất nhiều khó khăn trong việc thuyết phục Stalin hiểu việc làm đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ đơn thuần là giải pháp tình thế nhằm duy trì quyền lực và tranh thủ sự ủng hộ của quân chúng trong cuộc đối đầu với các kẻ thù của Đảng. Rõ hơn cho việc Liên Xô không đả động gì đến Việt Nam dưới thời Stalin, đó là cuộc trò chuyện giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Stalin vào tháng 2 năm 1950 tại Moscow. Stalin đã đặt một câu hỏi rất đanh thép rằng người Việt Nam muốn ngồi vào chiếc ghế nào? Ý của Stalin ở đây là chọn theo Cộng sản chủ nghĩa hay tư bản chủ nghĩa. Mãi về sau nhờ có Mao Trạch Đông đứng ra thuyết phục giúp thì Liên Xô mới công nhận Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 30 tháng 1 năm 1950. Năm 1953, Stalin mất và Nikita Khrushchev lên thay để trở thành Tổng Bí Thư của Đảng Cộng sản Liên Xô. Cứ tưởng sự thay đổi này sẽ có lợi cho Việt Nam, thế nhưng không phải, tránh vỏ dưa lại gặp ngay củ chuối. Tổng Bí Thư mới của Đảng Cộng sản Liên Xô là Khrushchev tuyên bố đét đẹp rằng ông sẽ chung sống hòa bình với phe tư bản chủ nghĩa. Và thế là ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Năm 1953 là năm mà mình đang trong giai đoạn nước sôi để nguội, đang đánh nhau với Pháp tóe hết cả máu ra. Thế nhưng với tình hình ông anh như này thì ai cũng hiểu là khoai rồi. Đau hơn ở chỗ là cùng đi theo con đường xã hội chủ nghĩa với nhau, thế nhưng Liên Xô lại không tài trợ cho Việt Nam mà lại đi tài trợ cho mấy thằng khác quan điểm với mình như kiểu là Ấn Độ, Ả Rập hay Afghanistan. Ngoài ra thì còn các nước khác ở Bắc Phi và Trung Á. Đến năm 1954, tại hội nghị Genève cũng vậy, Liên Xô vẫn chẳng đả động gì đến Việt Nam. Cái việc đầu tiên mà Liên Xô muốn đó là phải có lợi cho họ, chứ còn Việt Nam thì quan tâm làm gì cho mệt đầu. Liên Xô luôn hứng hờ câu chuyện chia cắt Việt Nam, nói chung là thế nào cũng được, nhanh lên là được, lấy được bao nhiêu thì hay bằng đấy. Trung Quốc trình bày một cái là gật đầu luôn. Sở dĩ Liên Xô đồng ý với việc chia cắt Việt Nam làm hai như vậy đó là bởi ba lý do. Lý do đầu tiên là Liên Xô rất lo ngại về một cuộc đại chiến thế giới có thể lan rộng từ một đốm lửa nhỏ là Đông Dương. Nếu đánh nhau to nữa thì Mỹ có thể tập hợp các nước phương Tây thành một mặt trận thống nhất để tham chiến. Và điều này đồng nghĩa với việc Liên Xô phải tính tới chuyện can dự để hỗ trợ hai nước cùng phe là Trung Quốc và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Liên Xô không thể nào lường trước được hậu quả của việc lan rộng chiến tranh, thậm chí lỡ ngỡ các bố ấy còn chiến tranh hạt nhân thì rất dở. Chính vì thế mà Liên Xô luôn muốn giảm nguy cơ này đi bằng ngoại giao. Đây cũng chính là lý do mà tại sao Liên Xô lại chủ động phát động hội nghị Genève và thỏa hiệp với các điều kiện của phương Tây nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột. Lý do thứ hai là Liên Xô rất ngại Pháp sẽ gia nhập vào cộng đồng phòng thủ châu Âu, một tổ chức ngầm nhắm vào họ. Chính vì thế mà Liên Xô sẵn sàng lôi Đông Dương ra để đàm phán với Pháp, mục đích là để Pháp đừng nhập hội phang Liên Xô nữa. Lý do thứ ba, Liên Xô hiểu rằng để nuốt trọn cả Việt Nam đi theo mình là một điều rất khó. Chính vì thế mà lấy một nửa thôi cũng là mừng lắm rồi. Có một nửa đó thì đằng nào nó chả là một quốc gia, mà thêm một quốc gia nhập hội với mình thì mình càng củng cố thêm được vị thế lãnh đạo. Và đó cũng chính là những lý do mà Liên Xô ủng hộ đề xuất chia đôi Việt Nam của Trung Quốc. Lợi ích của Liên Xô lúc nào cũng phải được đặt lên hàng đầu. Dưới thời Khrushchev thì Liên Xô muốn sống hòa bình với các nước tư bản. Thế nhưng đây là điều mà Trung Quốc cực kỳ phản đối. Trung Quốc muốn phải phang chết mẹ bọn tư bản đi, chứ để chúng nó lộng hành như thế thì có mà chết. Bao giờ mới yên ổn làm ăn được.
Chính vì thế mà Trung Quốc đã tận dụng chính sách sai lầm này của Liên Xô để ủng hộ phong trào phản đế quốc, đứng lên tố cáo Liên Xô phi cách mạng. Liên Xô sẵn sàng hy sinh lợi ích của các dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latin để đổi lấy hòa bình. Thậm chí là Liên Xô còn cấu kết với các cường quốc tư bản da trắng phương Tây. Chính mâu thuẫn này đã khiến cho mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc giống hệt như bài hát từ người thương bỗng hóa người rừng. Trung Quốc thì liên tục kêu gào rằng Liên Xô là thằng chơi bẩn, là anh cả nhưng mà chỉ biết nghĩ đến mình, kìm hãm phong trào giải phóng dân tộc của các nước khác. Chính vì thế mà các nước khác ấy, chúng mày phải nghe tao đây này. Tao mới là thằng viện trợ cho chúng mày, tao mới là thằng tốt, chúng mày hiểu không? Liên Xô ấy nó ích kỷ lắm. Rất may là đến năm 1964 thì Brezhnev đã lên thầy Khrushchev và Liên Xô đã thay đổi hoàn toàn cách đối xử với Việt Nam. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây đó là bao nhiêu năm qua Liên Xô hững hờ với Việt Nam, thế mà giờ tự nhiên họ lại đối xử hoàn toàn khác với mình như vậy. Ngày xưa Liên Xô chỉ ủng hộ bằng cách tuyên truyền thuần túy mà thôi, bây giờ họ còn chuyển sang hỗ trợ bằng vật chất nữa rồi. Chả nhẽ lại có một người tự dưng tốt với mình như vậy hay sao? Động cơ của Liên Xô trong vấn đề giúp đỡ này là gì? Nguyên nhân đầu tiên là sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ xảy ra vào tháng 8 năm 1964. Đây là sự kiện đã khiến cho Liên Xô nhận ra rằng thôi chết mẹ rồi, ruộng lương Anh gửi bạn thân cày lâu quá, giờ cỏ nó mọc ung tùm hết rồi. Ngày xưa Liên Xô có bao giờ thèm đoái hoài đến châu Á đâu, Liên Xô chỉ quan tâm đến châu Âu mà thôi. Châu Á là giao nhiệm vụ cho Trung Quốc quản lý. Thế nhưng sau một thời gian nhìn lại thì toàn hoàng qua, Việt Nam bây giờ đã trở thành một điểm nóng của các cuộc chiến tranh giữa hai phe tư bản và cộng sản. Bây giờ Liên Xô không thể nào đứng giữa nhìn được nữa mà buộc phải nhảy vào với vị thế là anh cả của khối xã hội chủ nghĩa. Nguyên nhân thứ hai là bởi Liên Xô nhận thấy rằng cái thời của ông Tổng Bí thư trước, ông ấy chơi bài chung sống hòa bình, chỉ có ăn xong đi hòa giải với Mỹ và phương Tây, chả quan tâm gì đến các nước như kiểu Việt Nam. Chính vì thế mà đã bị Trung Quốc lợi dụng và gia tăng ảnh hưởng. Tất nhiên không chỉ có Việt Nam mà còn rất nhiều các nước khác. Liên Xô với Trung Quốc đang ghét nhau như chó với mèo, giờ phải tìm cách đập thằng Trung Quốc cho nó hiểu như nào là lễ độ chứ, đúng không? Và thế là Liên Xô đã nghĩ ra cách kết hợp với Việt Nam, viện trợ cho Việt Nam thật khỏe, đưa Trung Quốc vào cái thế bánh mì kẹp thịt, một thằng túng tóc, còn một thằng búng chân thì bố bảo Trung Quốc cũng không chịu nổi nhiệt. Chính vì điều này nên Brezhnev đã phải thay đổi chính sách đối ngoại, ủng hộ các nước trong thế giới thứ ba để lấy lại vị thế đang dần bị suy yếu của mình. Việt Nam đang là cô gái ế vêu cả mồm lên, đi xin viện trợ từng đồng chẳng ai cho, lại trở thành một cô hoa hậu Miss Grand. Từ khi đội vương miện lên đầu một phát, anh đẹp trai nhà giàu Liên Xô bầu tới mình săn đón kinh khủng khiếp. Anh Liên Xô mời mình đến nhà chơi để hỏi han xem là mình có thiếu gì không để anh ấy cho này. Không những thế thì anh Liên Xô còn tuyên bố thẳng thừng luôn với thế giới về tình yêu của mình rằng: Việt Nam à, anh yêu em, anh yêu nhiều không thể nào tả được luôn ấy. Áo vàng áo xanh chứng kiến cho anh nhá. Đời này kiếp này anh chỉ có yêu mình em mà thôi. Anh muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu em. Ủa quý, diễn tả một cách đơn giản là như vậy. Còn văn hoa hơn thì trong bản tin của Thông tấn xã Liên Xô ngày 27 tháng 11 năm 1964, Liên Xô đã công khai viện trợ cho Việt Nam và tuyên bố với Mỹ rằng những kẻ nuôi dưỡng các kế hoạch phiêu lưu ở bán đảo Đông Dương phải nhận thức được rằng Liên Xô sẽ không làm ngơ với số phận một nước xã hội chủ nghĩa anh em và sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam sự giúp đỡ cần thiết. Và thế là chuyện tình của Việt Nam và Liên Xô bắt đầu từ đây. Liên Xô viện trợ đủ mọi thứ cho Việt Nam, từ các thiết bị công nghiệp, viễn thông, xe tải, trang thiết bị y tế, công cụ máy móc, quặng sắt và các kim loại không chứa sắt. Theo tài liệu của Liên Xô thì đến năm 1968, viện trợ quân sự của Liên Xô cho Việt Nam đã lên tới 1 tỷ đô la. Mặc dù ngoài mặt thì viện trợ cho Việt Nam ngút cần, thế nhưng lạ một cái là trong lòng thì Liên Xô lại không muốn phá vỡ quan hệ của họ với Mỹ và phương Tây. Họ viện trợ để mình đánh nhau nhưng luôn muốn giải quyết xung đột bằng thương lượng chứ không phải bằng tay chân. Sở dĩ có điều này đó là bởi chiến tranh ở Việt Nam nó nằm ở một góc rất xa xôi của thế giới, chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến tính mạng của Liên Xô. Tự nhiên vì cái nhỏ mà mất đi cái to là quan hệ với Mỹ thì rất dở. Vậy câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao Liên Xô lại muốn giữ quan hệ với Mỹ như vậy? Họ đã ràng buộc nhau cái gì? Tất cả sẽ có vào số sau trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ nhà sếp ơi! Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé! Điện thoại năm ngoái còn ngon, năm nay đã vội héo mòn vì pin. Không sao, chỉ mấy trăm nghìn, Vsense đảm bảo như zin xịn sò. Đã thay pin phải tìm Vsense, thay pin iPhone càng phải tìm Vsense.